Ngay từ sáng sớm, người dân Ấn Độ tập trung thành từng nhóm, hát hò và nhảy múa theo tiếng trống và tiếng nhạc. Điểm tạo nên nét khác biệt của lễ hội này là mọi người sẽ nắm trong tay những bột màu khô hoặc những quả bóng có chứa dung dịch màu để phun và ném vào những người khác. Có khoảng 10 kiểu tổ chức lễ hội Holi, nhưng đều phải có bánh kẹo, hoa và màu sắc. Vào dịp lễ hội này, ai cũng ngập chìm trong những sắc màu rực rỡ. Chất liệu của những loại bột màu năm nay cũng giống như các năm trước. Chúng được pha trộn từ các loại thực vật tự nhiên để có thể dễ dàng tẩy sạch. Trong ngày lễ, mọi người từ già trẻ, gái trai, quý tộc hay nông dân, trung lưu hay bình dân, những người buôn bán hay học giả, dân thường hay quan chức, tất cả đều được sắc bột màu như nhau. Sau khi cuộc chiến với sắc màu tạm dừng, mọi người lại cùng thưởng thức các món truyền thống. Ngoài ra, bơ hàng, một loại đồ uống chế biến từ các loại thảo mộc địa phương, cũng là một phần không thể thiếu của lễ hội. Lễ hội này thật tuyệt vời, tôi cảm thấy mình may mắn khi đã đi du lịch vào đúng thời điểm lễ hội diễn ra. Trên người tôi bây giờ dính đầy bột màu, chưa bao giờ tôi có nhiều màu sắc như thế này, tôi thực sự rất thích. Tôi cảm thấy rất phấn khích khi được tham gia vào lễ hội Holi. Không khí ở đây thực sự náo nhiệt bởi những tiếng nhạc và tiếng hò reo của mọi người, trông ai cũng thật rực rỡ. Lấy cảm hứng từ lễ hội Holi của người Ấn Độ, lễ hội sắc màu còn được diễn ra tại các nước như Anh, Nepal, Bangladesh, Pakistan và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Holi cũng là lễ hội của sự tha thứ và của sự khởi đầu mới, với mục đích tạo ra sự hài hòa trong xã hội, bỏ lại đằng sau mọi thù hận, oán ghét.